Khi Chi Lạc và mọi người trở về, nhiệt độ đã bắt đầu giảm xuống và trời mưa nhiều hơn. Bởi vì chuyến đi săn và trao đổi hàng hóa lần này là hoạt động tập thể, họ không thể tự tiện dịch chuyển về trước nên đành kiên nhẫn theo đoàn người hùng hậu tiến về phía thành Quảng Thọ. Trước đó 1-2 ngày, Tư Sóc và gia đình đã chuyển về nhà. Cũng giống như những gia đình khác, họ bận rộn chuẩn bị đủ loại thức ăn để chiêu đãi những dũng sĩ đã vất vả gần 2 tháng trời. Lúc các thú phu về đến nhà đã là nửa đêm. Họ đều nóng lòng muốn về nhà, ngoại trừ những giống loài thị lực kém vào ban đêm, về cơ bản tất cả đều vội vàng lên đường cả ngày lẫn đêm. Tư Sóc bị người ta lay tỉnh, cô ngậm một lá bùa chú thanh trần, cả người sảng khoái tinh thần, mỉm cười vòng tay ôm chặt cổ thú phu, xoa đầu anh, Chi Lạc, chào mừng anh về nhà. 2 tháng không gặp, Chi Lạc gần như dùng hết sức lực để ôm hôn cô, để cô cảm nhận được nỗi nhớ nhung của mình. Tuy nhiên, anh không tiếp tục mà chỉ ôm lấy cô, vuốt ve bụng cô vẫn còn bằng phẳng, bảo bối có quấy phá em không. Nếu anh nhớ không nhầm thì đã hơn 40 ngày rồi, sao bụng em vẫn chưa to lên. Nhắc đến chuyện này, Tư Sóc nhíu mày, Chi Lạc, Kỳ Lương nói rằng con non rắn rất nhỏ, em lại chỉ cầu nguyện có 2 đứa nhỏ nên bụng sẽ không lộ rõ mang thai, rõ ràng em ăn rất nhiều mỗi ngày mà. Không biết thai động của rắn con như thế nào, nghĩ đến việc có con rắn đang bơi trong bụng, cô không khỏi nổi da gà. Cô chấp nhận Kỳ Lương là đã tách bạch đại xà thú nhà mình với những con rắn khác. Cô vẫn rất sợ động vật máu lạnh và thân mềm. Chi Lạc mỉm cười xoa dịu hàng lông mày của cô, bảo bối không sao đâu, Kỳ Lương có thể cảm nhận được mà. Mèo con mỗi ngày đều ăn ngon, ngủ kỹ, vui vẻ là được rồi. Tư Sóc mỉm cười gật đầu, rúc vào lòng anh, Chi Lạc đã gặp các con chưa? Cứ cách 3 đến 5 ngày, họ lại dùng thư từ để liên lạc với nhau trong không gian. Các thú phu kể về những điều tai nghe mắt thấy bên ngoài và tiến độ săn bắn, còn Tư Sóc thì chia sẻ với họ những câu chuyện thú vị về các con ở nhà. Chi Lạc ừ một tiếng, anh đã bắt được rất nhiều thứ nhỏ nhặt trong rừng, nhưng một số đã chết trên đường đi do không chịu nổi sự sốc này, còn lại một số vừa hay để cho em và các con chơi. Là gì vậy? Tư Sóc tò mò hỏi. Có chim học nói xinh đẹp, chó chăn cừu giống sói màu đen trắng trung thành và hiền lành, sóc đỏ đuôi to, còn có một số loại côn trùng mang độc để tự vệ như nhện đỏ, bọ chét đuôi dài, rết nhiều chân. Tư Sóc lập tức đẩy anh ra, anh mang nhện, bọ cạp, rết về nhà sao, còn toàn là loại có độc. Chi Lạc bật cười, Tuyết Châu có dị năng khống thú, nhưng nếu dị năng của con bé được sử dụng trước mặt người ngoài một lần thì rất dễ bị người ta đoán ra. Lần sau khi người khác đối mặt với con bé, chỉ cần không giao tiếp bằng mắt với con bé thì về cơ bản dị năng khống thú sẽ không có tác dụng. Vì vậy, con bé mang theo một số thứ nhỏ nhặt để tự vệ sẽ không dễ bị thiệt thòi. Những con côn trùng độc đó sẽ không chạy lung tung chứ, cô sợ những thứ này. Chi Lạc ôm cô vào lòng, sẽ không đâu, anh vừa xem qua rồi, Tuyết Châu nhà chúng ta có 2 loại năng lực khống thú. Một là có thể khiến dã thú chưa khai mở linh thức nhận mình làm chủ, hai là khống chế thần thức. Côn trùng độc nhận Tuyết Châu làm chủ, chúng ta là người thân của con bé, côn trùng độc sẽ không có ác ý với chúng ta. Ngược lại bởi vì sự tồn tại của chúng mà các loại độc vật khác sẽ không dễ dàng đến gần. Nghe đến đây, sự tò mò của Tư Sóc đã chiến thắng nỗi sợ hãi, côn trùng cũng có thể nghe lời sao. Chi Lạc mỉm cười gật đầu, đương nhiên rồi, nói chúng nghe lời thì không bằng nói Tuyết Châu đã giấu một tia thần thức trong cơ thể chúng, có phần giống như phân thân của Tuyết Cầu. Côn trùng nhỏ, dễ kiểm soát, không ảnh hưởng gì đến Tuyết Châu. Hơn nữa, thần thức mà con bé phân chia ra còn có thể từ từ khôi phục đầy đủ và mạnh mẽ hơn, năng lực khống thú tăng cường, lại có thể khống chế được nhiều sinh vật hơn. Côn trùng độc là phương tiện tu luyện tinh thần lực và bảo mệnh của con gái sau này, Tư Sóc phải dần dần khắc phục tâm lý sợ hãi. Hai người còn chưa kịp thân mật được bao lâu thì Vi Sách ở bên ngoài đã không chờ được nữa, hét lớn, Sóc muội dậy chưa? Đến giờ ăn trưa rồi. Tư Sóc bất đắc dĩ va vào lòng Chi Lạc, các thú phu có tính cách rất khác nhau, Vi Sách, tên ngốc nghếch này, nhất định phải nói cô ham ngủ sao? Chi Lạc mỉm cười bế ngang cô lên, chúng tôi đều rất nhớ em, ra vào không biết bao nhiêu lần, vừa hay lúc em tỉnh dậy thì anh đang ở đây. Nghe anh nói vậy, Tư Sóc cũng rất nhớ họ. Cung Du cũng vội vàng chạy về nhà vào sáng sớm nay. Tư Sóc ôm từng người một, hốc mắt lại bắt đầu cay cay muốn khóc. A Mẫu, bao giờ? Ăn cơm, Đoàn Tử không chờ được nữa, sau khi chào hỏi A Phụ xong xuôi thì đã ngồi ngay ngắn bên bàn ăn chờ đợi. Là A Phụ của Đoàn Tử, Vi Sách nhìn chằm chằm tiểu giống cái, nhưng bụng đã réo ầm ĩ. Cặp cha con này, Tư Sóc thiếu chút nữa thì rơi nước mắt, bị ép buộc nuốt ngược trở lại, bật cười gật đầu, được rồi, bây giờ ăn cơm ngay. Tư Sóc nhìn bàn ăn đầy áp thức ăn, còn Kỳ Lương thì vẫn đang bận rộn dọn món, mỉm cười lấy từ không gian ra thêm vài món, đều là món cô thích ăn nhất. Tu Sích theo thói quen im lặng,
trong lòng thắp cho Kỷ Lương ba nén nhang. Mọi người ăn mấy món này xem, ngon lắm đấy. Trình độ nấu nướng của Kỷ Lương sau khi làm A Phụ đã tăng lên rõ rệt. Mọi người thử xem là thịt gì nào, Tư Sóc bày ra ba đĩa. Vi Sách gắp đũa trước, nếm thử từng miếng một, lập tức nói, Sóc muội, anh biết rồi, thịt chuột, thịt ếch và thịt rắn, đúng không? Kỷ Lương vừa bưng đĩa bước vào, sắc mặt liền biến đổi, cứng đờ nhìn Tư Sóc. Tư Sóc sững người, cúi đầu nhìn xuống, đây không phải là thịt heo rừng, thịt gà và thịt lươn sao? Sao lại thành thịt chuột, thịt ếch và thịt rắn được? Kỷ Lương, cô phồng má nhìn Kỷ Lương, có chút không thể tiếp nhận. Cô mang thai con của anh ta, vậy mà Kỷ Lương lại cho cô ăn những thứ này, anh lừa em. Kỷ Lương trừng mắt nhìn Vi Sách một cái, đặt đĩa xuống vội vàng dỗ dành Tư Sóc, Sóc Sóc nhỏ bé, khẩu vị của rắn con tương đối đặc biệt. Anh cũng sợ em không đủ dinh dưỡng, mấy món này dinh dưỡng đặc biệt phong phú, tương đương với việc em ăn nhiều gấp 3, 5 lần cơm canh thông thường. Anh cũng sợ em không vui nên không dám nói cho em biết. Tư Sóc mím môi, nhìn ba đĩa thịt hấp dẫn kia, tuy rằng chuột, ếch và rắn hơi đáng sợ nhưng thịt của chúng ăn rất ngon. Lúc này cô nhìn một cái, nước miếng đã ứa ra, căn bản không thể nào từ chối. Cô chỉ đành nhìn về phía Vi Sách, cho anh thêm một cơ hội để sắp xếp lại ngôn ngữ. Vi Sách cũng ý thức được mình nói sai, đang vắt óc suy nghĩ thì bên tai truyền đến âm thanh cực nhỏ của Tu Xích. Mắt anh sáng lên, quả quyết nói là do hai tháng nay anh ăn nhiều loại thịt quá nên lẫn lộn, đây là thịt heo rừng, thịt gà con và thịt cá. Tư Sóc gật đầu, đúng rồi, chính là mấy món này. Các thú phu đều bật cười, tiểu giống cái này háo ăn, có thể chiến thắng nỗi sợ hãi tâm lý, rõ ràng đã biết là thịt gì rồi mà ăn vẫn ngon lành như thường. Kỷ Lương khẽ thở phào nhẹ nhõm, thấy Tư Sóc thích ăn liền tính toán nhân lúc mùa mưa chưa đến sẽ tích trữ nhiều thịt loại này một chút, để dành cho tiểu giống cái và các con làm đồ ăn vặt. Ha ha, rắn cũng ăn thịt đồng loại, ở đây thiết lập đại lục thú thế chia làm thú nhân và dã thú là cấp thấp chưa khai mở linh thức, là tầng đáy của chuỗi thức ăn. Sự trở về của các thú phu không có nghĩa là họ có thể nghỉ ngơi sau chuyến đi săn và trao đổi hàng hóa, mà ngược lại, họ còn bận rộn hơn. Một khi bước vào mùa mưa, toàn bộ thú nhân trên đại lục thú thế sẽ nằm lì trong nhà, gần như không còn lao động nữa, vì vậy trước đó, họ phải chuẩn bị tích trữ vật tư lần cuối và sửa chữa nhà cửa. Tư Sóc vẫn theo nhịp độ của mình, mỗi ngày ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy, sau đó hoàn thành bài tập buổi sáng, bắt đầu một ngày ăn chơi, trêu chọc thú phu, chơi game. Mưa dần nhiều hơn, sáng sớm và chiều tối đều mưa phùn, không lớn nhưng dai dẳng, rục rã mọi người tăng tốc. Do trong vườn vừa lúc đến thời điểm thu hoạch, còn gia cầm trên núi tre cũng đã đến lúc kết thúc vòng đời. Thương các thú phu vất vả, Tư Sóc bế các con ra giúp nhặt rau, sau đó xếp rau lên chiếc giường đất đã được xếp theo yêu cầu của cô. Bên dưới giường đất là lửa đang cháy, rau được hong khô, thỉnh thoảng lại được lật mặt. Tổng cộng nhà bọn họ nuôi 7-8.000 con gia cầm, nhìn thì có vẻ nhiều nhưng mùa mưa và mùa đông tương đối dài, khoảng 270 ngày. Người trong nhà đông đã tăng lên 15 người, chưa kể đến mấy đứa nhỏ rắn trong bụng cô. Thú nhân ăn rất nhiều, một ngày 27-28 con gia cầm, cộng thêm những thức ăn khác cũng đủ cho bọn họ tiêu hao trong 1-2-3 bữa. Gia cầm phải được xử lý từng con một, cắt cổ lấy máu, nhúng nước sôi nhổ lông, mổ bụng moi ruột. Lông sau khi được rửa sạch sẽ được giữ lại, máu sau khi đông lại sẽ được cất vào không gian tu di. Thịt gia cầm nguyên con, 8 phần cất vào không gian tu di, 1 phần rưỡi cất vào nhẫn không gian, số còn lại thì đem ướp. Đang ăn trưa thì bên ngoài lại mưa rào rào, mưa không nhỏ, khiến lòng người hơi bực bội. Tiếng gõ cửa mơ hồ truyền đến, Tiêu Thừa đang ngồi ở cửa đành đứng dậy, cầm ô gia thú đi ra sân trước mở cửa. Không lâu sau, anh ta mang theo hơi nước lạnh lẽo, tay xách một giỏ gốm sứ đi vào. Mật Ong, Đoàn Tử là người phấn khích nhất, chạy lon ton đến, ôm lấy giỏ gốm sứ cọ cọ, mặc kệ nước mưa dính trên đó. Tiêu Thừa mỉm cười gật đầu, là Vi Cẩm A Phụ đưa tới, nói là Tống Oanh A Mẫu dạo trước đi về phía tây núi tre tìm kiếm vật tư. Tìm được kha khá mật ong, chia cho chúng ta một nửa, đủ cho mấy đứa nhỏ uống nửa năm. Vi Cẩm A Phụ còn nói, đã vào mùa mưa rồi, không có chuyện gì thì họ sẽ không qua đây nữa. Bảo chúng ta có vấn đề gì thì phải nói với họ ngay. Mỗi hũ đều rất lớn, 8 hũ như vậy quả thực rất có thành ý, có lẽ là đã tính cả phần của Vi Sách và cô rồi nhỉ. Gần đây, cho dù là Vi Cẩm hay Tống Oanh, đều cách 3 ngày lại đến nhà bọn họ một lần, sợ nhóm thú nhân trẻ tuổi mới lập gia đình này không đủ vật tư. Không chỉ có hai người bọn họ, tộc nhân thực thiết thú rất biết ơn Tư Sóc luyện chế đan dược, càng biết ơn cô dẫn dắt tộc nhân nuôi gia cầm ở núi tre. Giảm bớt rất nhiều áp lực tích trữ vật tư trong năm nay, nên đã lấy danh nghĩa bộ tộc tặng không ít đồ tốt. Tiêu Thừa đặt đồ trước mặt Vi Sách, để anh cất vào không gian.
Tuy nhiên, Vi Sách chỉ để lại một hũ, còn lại thì dỗ dành Tư Sóc cất vào không gian tu di. Bây giờ coi như đã chính thức bước vào mùa mưa, sau này thú binh cứ 10 ngày tuần tra cảnh giới nửa ngày, trung đội thì 5 ngày đi dạo một vòng. Chúng ta có thể trở về hang động nằm lì rồi. Ăn cơm xong, Ân Giang ra ngoài họp, bay về nhà dưới cơn mưa tầm tã, lúc vào cửa liền hóa thành hình người, nước mưa trên người và da thú lập tức bị hong khô. Tư Sóc gật đầu, dù là người hiện đại xuyên không nhưng cô lại thích ở trong hang động, ngay cả ngôi nhà 4 gian rộng rãi sạch sẽ này cũng không sánh bằng. Sảnh chính trong hang động rất lớn, rộng hơn 1.000 mét vuông, đủ để cho bọn trẻ chạy nhảy thoải mái. Mỗi thú phu đều có một hang động riêng, tự mình đục ra mấy phòng mấy gian theo nhu cầu, một bên có thể đi thẳng ra ngoài, một bên có thể thông đến sảnh chính. Khoảng cách không xa, hơn nữa hang động cách mặt đất 7-8 mét, cũng không sợ mùa mưa nước ngập. Bên ngoài sảnh chính có một hành lang rộng mười mấy mét, được coi như ban công ngoài trời. Mọi người ở trong nhà 4 gian 6-7 ngày, cũng nhớ nhà rồi. Chiều hôm đó, họ để Ân Giang và Kỷ Lương ở lại trong nhà, 15 người còn lại đều trở về hang động. Tiêu đằng của Ân Giang là hệ hỏa, không sợ lạnh, còn tiêu đằng của Kỷ Lương là hệ băng, cũng không sợ ẩm ướt. Dọn dẹp hang động xong, Ân Giang hong khô một lượt. Trên cửa sổ treo da thú dày dặn có tác dụng chống thấm nước rất tốt, Cung Du đặt 4 ngọn đèn trong sảnh. Anh là dị năng giả hệ quang, mỗi lần buff có thể duy trì một khắc, nhưng anh còn có dị năng thời gian, cộng thêm gấp 10 lần, liền kéo dài một khắc thành 10 khắc, tương đương với hơn một canh giờ. Dọn dẹp phòng xong xuôi, cả nhà ngồi trong sảnh mỗi người một việc, luyện chữ, may vá quần áo chăn đệm bằng da thú, đan lát giỏ đựng đồ bằng tre, hoặc là chơi đùa với trẻ con, làm đồ ăn vặt. Ấm áp nhàn nhã, Tư Sóc nằm nghiêng trên ghế mây, ôm một quyển tạp chí hơi buồn ngủ, trời mưa dễ buồn ngủ thật. Thấy tiểu giống cái bị nhốt trong hang động ủ rũ, Cung Du có chút đau lòng nói nhỏ, mùa mưa và mùa đông, anh mở dị năng thời gian ra nhé. Cứ theo tốc độ một ngày trong hang động bằng 10 ngày bên ngoài, như vậy 9 tháng sẽ được rút ngắn còn chưa đến 1 tháng. Mở dị năng thời gian liên tục là một thử thách đối với anh. Trước đây, anh sử dụng dị năng thời gian để tăng tốc, trên thực tế là áp dụng bên ngoài trận pháp 1-2 ngày. Nhưng bây giờ trận pháp này cần phải áp dụng liên tục nửa năm. Tư Sóc mỉm cười rụi rụi vào người anh, không cần phải dùng cả ngày, mỗi ngày dùng 3-5 tiếng là được rồi, như vậy 9 tháng sẽ rút ngắn còn 5-6 tháng là vừa đẹp. Cung Du không mệt, chúng ta cũng không cần phải ở trong hang quá lâu, còn có thể nghỉ ngơi đầy đủ, tận hưởng khoảng thời gian ấm áp vui vẻ bên nhau. Cung Du gật đầu, được, anh nghe lời bé ngoan. Trong hang động quả thật hơi ngột ngạt, bọn trẻ thích chạy nhảy ở hành lang hơn. Hiên hang động hơi cong ra ngoài, mưa rất to, giống như một bức rèm nước, không nhìn rõ cảnh vật bên ngoài, không khí hơi ẩm ướt nhưng lại trong lành dễ chịu. Lông của bọn trẻ dày, ít nhiều gì cũng có tác dụng chống thấm nước, ngay cả những bé gái trong nhà có dị năng, thể chất cũng không phải là thứ mà tiểu giống cái bình thường có thể so sánh được. Tư Sóc ngủ một giấc thoải mái, cắn một miếng bùa chú thanh trần càng thêm tỉnh táo, không nhịn được lấy ra hai bộ bài, chơi đấu địa chủ với các thú phu. 4 người cùng chơi, ai thua thì xuống thay người trông con. Bọn họ lấy tinh thạch cấp thấp ra làm tiền cược, vui vẻ chơi đùa cùng tiểu giống cái. Tư Sóc rất thích bầu không khí cả nhà ở bên nhau, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, mỗi ngày đều phải buồn ngủ díp mắt mới chịu đi ngủ. Ban ngày não bộ quá hưng phấn, bây giờ bụng cô đã bắt đầu lộ rõ. Cô hủy bỏ mọi hoạt động giao lưu sâu sắc với các thú phu vào ban đêm, chỉ hơi thân mật một chút, khiến cả hai đều nóng như lò lửa. Buổi tối cô bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kỳ quái. Mở mắt ra, Tư Sóc che mặt, trong mơ cô mơ màng đau bụng, tìm nhà vệ sinh cả đêm, còn ọt ọt vài tiếng, thật xấu hổ. Cô ôm tấm da thú lăn một vòng, đùi bị cộm lên. Bị cái gì cộm vậy? Tư Sóc đưa tay sờ, hai quả trứng ngỗng trắng nõn thon dài, đứa nhỏ nào nghịch ngợm lấy ra chơi vậy? Lúc này cô đang đói, mặc quần áo xong liền cầm hai quả trứng đi tìm Tu Xích. Tu Xích, chúng ta luộc trứng ăn nhé, luộc chín ấy. Không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô luôn cảm thấy quả trứng vừa động đậy một chút. Ở thế giới của cô, trứng ngỗng dường như rất bổ dưỡng. Người già cho rằng, phụ nữ mang thai ăn nhiều trứng ngỗng có thể giải độc thai nhi, giảm nguy cơ mắc các bệnh về da như tràm sữa, vàng da cho trẻ. Lúc này cô hoàn toàn chỉ là thèm ăn, quả trứng này to, đẹp, lại trắng, nhìn thật ngon miệng. Tu Xích mỉm cười gật đầu đồng ý, vừa nhận lấy quả trứng, anh hơi sững sờ. Trong thế giới động vật có rất nhiều loại trứng, trứng chim, trứng rắn, trứng rùa, trứng cá sấu, năm, mỗi loại trứng đều có đặc điểm riêng. Nhưng chủng loại trứng quá nhiều, màu sắc và kích thước cũng khác nhau, rất ít ai chỉ nhìn quả trứng là có thể phân biệt được đó là trứng gì. Chỉ là trứng chăn hình bầu dục, thon dài và hơi mềm. Anh nhìn vỏ trứng hơi lõm xuống,
im lặng liếc nhìn bụng tiểu giống cái. Lần mang thai này của cô không rõ ràng lắm, bây giờ đã phẳng như ban đầu. Tu Xích không nhịn được nhếch mép, giả vờ như không có chuyện gì hỏi. A Sóc, hai quả, trứng ngỗng này, em lấy ở đâu ra vậy? Nhắc đến chuyện này, Tư Sóc có chút tức giận, chắc chắn là Du Du nhà anh giấu trứng rồi lấy ra cho các em chơi. May mà em phát hiện kịp thời, nếu không thì phải ngồi trên một tấm nệm toàn lòng đỏ trứng rồi. Tu Xích chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng đó thôi cũng đủ dùng mình, quá tàn nhẫn. Lúc này, Kỳ Lương xách một túi da thú nặng trĩu trở về, người còn ướt sũng, vừa nhìn là biết anh ta đi kiếm đồ ăn cho tiểu giống cái và mấy đứa nhỏ trong nhà rồi. Thấy Tư Sóc đã dậy, khóe miệng anh nở nụ cười, vừa đặt túi da thú xuống, quay người lại đã nhìn thấy hai quả trứng trong tay Tu Xích. Thấy Kỳ Lương nhìn chằm chằm vào quả trứng, Tư Sóc cười nói, Kỳ Lương chưa ăn cơm sao? Lát nữa chúng ta cùng ăn trứng luộc, chấm thêm nước tương, kẹp bánh mì ngon lắm. Tu Xích cảm thấy quả trứng trong tay đang run rẩy kịch liệt. Kỳ Lương cả người đều không ổn, vội vàng bước tới, cẩn thận nâng hai quả trứng trong lòng bàn tay. Cảm nhận được huyết mạch của chính mình, vẻ mặt kỳ quái nhìn Tư Sóc, Sóc Sóc nhỏ bé, em nói đây là trứng ngỗng, em tìm thấy ở đâu vậy? Trên giường, Tư Sóc thấy sắc mặt anh ta không đúng, nghi ngờ hỏi, sao vậy? Trứng ngỗng này có gì đặc biệt sao? Không thể ăn à? Nghe thấy động tĩnh, mấy thú phu khác cũng đi tới, nhìn hai quả trứng trong tay Kỳ Lương, lại nghe tiểu giống cái nói là trứng ngỗng, còn muốn ăn, ai nấy đều vừa sợ toát mồ hôi lạnh, vừa cười muốn lăn lộn. Sóc Sóc nhỏ bé, em không cảm thấy có chút gì đó không đúng sao? Kỳ Lương sắp khóc đến nơi, suýt chút nữa thì con của anh đã trở thành thức ăn trong miệng tiểu giống cái rồi. Trứng hỏng rồi sao? Tư Sóc nhìn chỗ lõm xuống, chợt hiểu ra, vậy em lấy trứng mới trong không gian ra ăn. Không được, lát nữa em phải xem thử Du Du giấu gì trong không gian của con bé. Không gian của con bé là bảo quản tươi sống hay là thời gian ngưng đọng, thức ăn trong đó có hết hạn hay không? Tiêu Thừa không nhịn được bật cười ha hả, thấy Tư Sóc nhíu mày nhìn sang, liền lắc lư cái đuôi, thấy chị vui quá, vui đến mức cười thành tiếng. Vi Sách cũng bị ảnh hưởng, nhe răng cười ngốc nghếch, hôm nay rắn con ngoan quá nhỉ, không quấy đòi ăn sao? Tư Sóc ngẩn người, sơ sơ bụng, cô cúi đầu nhìn cái bụng phẳng lì của mình, lại nhìn Kỳ Lương mặt không chút biểu cảm, rồi nhìn Tiêu Thừa đang lăn lộn trên đất và hai quả trứng trắng. Cô có một dự cảm không lành, ý, Kỳ Lương, anh đừng nói với em là, đây là em sinh, trứng rắn. Kỳ Lương tức giận nói, không phải em thì chẳng lẽ anh lại có con với giống cái khác bên ngoài sao? Chỉ một lúc không để ý, tiểu giống cái đã sinh trứng rắn, hơn nữa còn sinh lúc đang ngủ, tỉnh dậy không nhận ra con mình, còn cầm đi luộc định ăn, chuyện này, người khác không làm được đâu. Tư Sóc ôm ngực, suýt chút nữa cô đã ăn trứng do chính mình đẻ sao? Chuyện này, sáng sớm nay nhất định là cô đã mở mắt sai cách rồi. Không phải là rắn con sao? Sao lại là trứng? Tư Sóc sợ hãi, lại tò mò bám lấy cánh tay Kỳ Lương, nhìn chằm chằm quả trứng màu trắng, quả thật rất giống trứng rắn. Cung Du khẽ cười, có lẽ là tác dụng của hoa tình sinh, khiến cho bọn nhỏ khi sinh ra đều là hình thái nguyên thủy nhất. Rắn thú nhân không chỉ có hình dạng rắn thú, mà còn được sinh ra từ trứng. Tư Sóc chớp chớp mắt, nhìn Kỳ Lương, anh biết ấp trứng không? Lúc này Kỳ Lương mới hoàn hồn, buồn cười dùng một cánh tay ôm cô vào lòng, cũng có chút truyền thừa về phương diện này, nhưng mùa mưa và mùa đông nhiệt độ thấp, mà anh lại là dị năng hệ băng, cho nên phải nhờ đến đá giữ nhiệt, đảm bảo nhiệt độ trong ổ ổn định. Trong khoảng thời gian này anh phải canh ở trong ổ, tùy thời cảm giác nhiệt độ. Tư Sóc mím môi gật đầu, nhẹ nhàng sờ sờ trứng rắn, lại phát hiện quả trứng lăn ra xa cô một chút. Cô không tin tà, lại sờ quả kia, cũng bị ghét bỏ lăn ra xa. Kỳ Lương cười xoa đầu Tư Sóc, bọn nhỏ chắc là vừa rồi bị dọa sợ, còn chưa hoàn hồn. Tư Sóc vội vàng thành khẩn xin lỗi hai quả trứng, bảo bối à, xin lỗi nha, A Mẫu ngủ quên mất, vậy mà không biết mình đã sinh ra hai đứa con đáng yêu như vậy. Trứng của các con đẹp quá, trắng tinh lại to nữa, A Mẫu thích quá nên mới muốn ăn. Thấy trứng rắn lại run run, cô vỗ trán, chuyện này cũng không thể trách A Mẫu thèm ăn muốn ăn trứng. Là do A Phụ của các con, anh ấy luôn tìm đồ ngon cho A Mẫu ăn, còn các con ở trong bụng A Mẫu, khẩu vị cũng rất đặc biệt. Chuyện này bốn người chúng ta đều có trách nhiệm, sau này A Mẫu tuyệt đối sẽ không nhận nhầm con cái nhà mình nữa. Tha thứ cho A Mẫu lần này được không? Đừng sợ, A Mẫu rất dịu dàng xinh đẹp. Kỳ Lương bị lôi xuống nước, bất đắc dĩ thở dài, tiểu giống cái nhà mình không đánh cũng không mắng được, chỉ có thể cưng chiều thôi. Các thú phu đều quay đầu cười run cả vai, da mặt tiểu giống cái thật dày. Sóc Sóc nhỏ bé, em vừa mới sinh con, cơ thể còn yếu, mau về phòng nghỉ ngơi, anh cho em uống tinh thạch rồi đi ấp trứng,
Kỷ Lương nắm tay Tư Sóc đi vào phòng. Một viên tinh thạch cấp 16 không thuộc tính vào bụng, kỳ ở cữ của Tư Sóc coi như kết thúc. Kỷ Lương trải ổ xong, xung quanh tấm da thú dày đặt một vòng đá giữ nhiệt, cẩn thận đặt hai quả trứng rắn vào giữa, chính mình hóa thành hình thú cuộn tròn bên trên. Tư Sóc ở bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, Kỷ Lương, anh phải ấp bao lâu vậy? Kỷ Lương cười khì khì, khoảng 10 ngày. Nói đến đây, anh ta tò mò hỏi, Sóc Sóc nhỏ bé, em sinh con không có chút cảm giác nào sao? Tư Sóc đỏ mặt, sao có thể không có cảm giác chứ? Cô có thể nói là trong mơ cô đã coi trứng rắn là phân mà dặn ra không? Cô còn mặt mũi nào làm người nữa? Chỉ có thể nói là trứng rắn quá dễ sinh, ọt ọt hai cái là ra, dễ sinh đến mức khiến cô trở tay không kịp. Ha ha, cười muốn xỉu. Tư Sóc ho nhẹ một tiếng, không có cảm giác gì cả, có lẽ là ngủ quên mất. Kỷ Lương cọ cọ vào cô, cười khẽ, Sóc Sóc nhỏ bé, em mau đi ăn cơm đi, nhớ bảo Chi Lạc bọn họ xử lý số thức ăn anh mang về cất đi nhé. Kỷ Lương muốn ăn gì, em lấy cho anh. Tư Sóc nũng nịu bên cạnh anh, cũng không muốn rời đi lắm, cảm giác như mình là thú phu, còn Kỷ Lương là giống cái đang ở cữ, đột nhiên trách nhiệm đầy mình. Sóc Sóc nhỏ bé, anh ăn sáng rồi, trong nhẫn chữ vật cũng có đồ ăn. Lúc ấp trứng, anh không cần cử động nhiều, nhu cầu về thức ăn không cao, em đi ăn trước đi, tiện thể mang cho anh ít trái cây và thịt khô là được. Kỷ Lương cũng muốn ôm cô vào lòng, từ lúc nhìn thấy trứng rắn đến bây giờ ấp dưới thân, anh vẫn còn cảm giác như đang mơ. Mình đã làm A Phụ rồi, hơn nữa còn là tiểu giống cái sinh con cho mình. Giữa hai người, ngoài thú ấn, lại có thêm hai sợi dây liên kết trên đời này. Tư Sóc gật đầu, ôm anh một cái, sau đó mới nói với mấy đứa con dưới thân anh, Bạch Bạch à, A Mẫu đi ăn cơm trước đã, lát nữa lại đến thăm các con. Bạch Bạch, tên của rắn con sao? Kỷ Lương buồn cười hỏi, xì xì, Sóc Sóc nhỏ bé, trứng rắn màu trắng, không có nghĩa là con non bên trong cũng màu trắng, em quên anh màu đen rồi sao? Tư Sóc cười khẽ, chưa chắc đâu, em màu trắng, con của chúng ta một đen một trắng, đẹp biết bao. Kỷ Lương gật đầu, vậy anh rất mong chờ. Mấy đứa nhỏ đều có truyền thừa của Tư Sóc, tò mò về rắn con, đứa nào đứa nấy ăn cơm xong liền vây quanh, ríu rít nói chuyện với trứng rắn dưới thân Kỷ Lương. Kỷ Lương ánh mắt dịu dàng, lười biếng nhìn bọn nhỏ, trong nhà ngày càng náo nhiệt. Anh suýt nữa thì quên mất cuộc sống trước đây của mình như thế nào rồi. Lúc ăn cơm, Tư Sóc xem xét phần thưởng nhận được khi sinh con, 2 vạn tệ thú, 27 thùng sữa bột, đan dược thức tỉnh dị năng và ngọc ấm. Rắn là động vật máu lạnh, đến mùa đông, khi nhiệt độ xuống thấp sẽ ngủ đông, có ngọc ấm này, chúng sẽ giống như thú nhân bình thường, không còn bị khống chế bởi môi trường nhiệt độ thấp nữa. Lần này, bùa chú cô chọn là bùa tốc biến và bùa định thân. Bên ngoài mây đen giăng kín, sấm sét rền vang, thi thoảng tia chớp lại xé toạc bầu trời, mưa không ngừng rơi, chỉ có buổi trưa và nửa đêm mới ngớt đi một chút. Những lúc khác thì lúc mưa phùn, lúc mưa như chút nước, toàn bộ đại lục thú thế như bị nhấn nút tạm dừng, bên ngoài gần như không thấy bóng dáng một thú nhân nào. Ân Giang vừa tuần tra dịch chuyển về, hong khô người bên ngoài, vừa bước vào sảnh đã bị Tư Sóc nhét cho một bát trà gừng táo đỏ nóng hổi. Năm nay mưa nhiều bất thường, mưa to nữa, lượng mưa gấp 2-3 lần bình thường, rất nhiều nơi ở ngoại ô đã bị ngập lụt. Địa thế thành Quảng Thọ không cao, mặt đất đã bắt đầu tích nước, rất nhiều nhà đã chuyển lên tầng 2 ở rồi. Sợ là tầng 2 cũng bị ngập, đến lúc đó tầng 1 đất mềm nhão, căn bản không chịu nổi việc xây thêm tầng 3. Sống lâu dài trong môi trường ẩm ướt lạnh lẽo, tiểu giống cái và trẻ con không chịu nổi. Vi Sách nhíu mày, thời tiết mấy năm nay thất thường quá, năm nay mùa mưa đến sớm hơn 4-5 ngày, cứ tiếp tục thế này, e là không ít nơi sẽ xảy ra lũ lụt. Tư Sóc nghe xong, trong lòng không khỏi thất lại, ở thế giới của cô, mùa hè mưa nhiều, cứ cách vài năm lại có lũ lụt ở miền Nam. Lúc đó, cả nước đồng lòng chống lũ cứu trợ, ít nhất là vật tư cứu trợ có thể đến kịp thời. Ở đây, nhà nào nhà nấy vật tư đều không dư giả, 3 năm bữa cơm có thể bố thí cho người khác, nhưng nhiều hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến việc gia đình có vượt qua được mùa đông hay không. Thú nhân bị đói bụng, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Vậy phải làm sao bây giờ? Cô vô thức hỏi. Tiêu Thừa nhún vai, còn có thể làm sao nữa? Đương nhiên là cả nhà dắt díu nhau lên núi lánh nạn. Đất trên núi bị mưa ngấm vào mềm nhão, cũng rất nguy hiểm. Tư Sóc mím môi, lo lắng nhìn ra ngoài. Nơi này của bọn họ là thung lũng, nước mưa từ đỉnh núi đổ xuống. Nước ở đây có hai lối thoát, một là suối trên núi, hai là thông qua hố gió nối liền với thác nước. Hai lối thoát này đều không lớn, khiến cho thung lũng đã trở thành một vùng nước nông, hơn nữa mực nước mỗi ngày đều dâng cao. Chi Lạc ôm vai cô, mèo con, nơi này của chúng ta là núi đá, ít nguy hiểm hơn, chỉ cần lúc ra vào cẩn thận một chút thì cơ bản sẽ không có vấn đề gì.
Ở Trung Nguyên núi đá không nhiều, e rằng đến lúc đó sườn núi bên kia sẽ có rất nhiều hàng xóm. Cung Du nhếch mép. Tu Xích nheo mắt, cẩn thận chạy thuyền vạn năm, biết đâu ở nơi chúng ta không biết lại có đường đi thông đến đây. Tôi đi ra ngoài xóa dấu vết chúng ta để lại bên ngoài, sau đó che giấu cửa hang. Tôi đi với anh, Ân Giang gật đầu đồng ý. Tư Sóc mím môi, có phải nhà trên cây cũng phải dỡ bỏ không? Tu Xích cười xoa đầu cô, chỉ là tháo xuống thôi, tôi cất vào không gian, chờ trời nắng đẹp lại lấy ra lắp ráp. Núi tre e rằng cũng bị người ta nhắm đến rồi. Vi Sách nhíu mày, Sóc muội, mấy ngày nay em chạy đến tộc nhiều hơn đi. Tộc thực thiết thú chúng ta không ngại bọn họ lên núi trú mưa, chỉ sợ bọn họ trú rồi coi như đất của mình. Tư Sóc hiểu, mời thần dễ tiễn thần khó, ngoài núi tre ra không phải còn rất nhiều núi rừng trải dài sao. Bên đó thường có người đi săn, trên núi không có dã thú hung dữ gì đặc biệt, có thể trú mưa tạm thời được mà. Bọn họ sẽ không nghĩ như vậy đâu, chỉ cảm thấy núi tre gần thành Quảng Thọ, mà tộc thực thiết thú chúng ta chiếm cứ mấy trăm mẫu đất, ai mà không thèm muốn. Đến lúc đó chắc chắn sẽ lấy tinh thạch làm phí trú ngụ, chúng ta cũng không tiện từ chối. Quan hệ trong thành phức tạp, tộc thực thiết thú chúng ta có không ít thông gia, tổng không thể lúc nguy nan lại khoanh tay đứng nhìn. Vi Sách thở dài cười nói, Sóc muội đừng lo lắng, vừa mới trải qua chuyện của Mật Tinh, bọn họ không dám làm quá đáng đâu. Ân Giang suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, nếu mọi người đều di rời, chúng ta cũng không thể tiếp tục ở lại thung lũng, phải đi theo làm bộ dạng một chút. Chúng ta cứ nghe theo sự sắp xếp của tộc đi. Tư Sóc gật đầu, tuy nhiên, Kỷ Lương phải ở đây ấp trứng rắn, em dịch chuyển qua lại. Quả nhiên, chưa đầy hai ngày, sườn núi bên kia bắt đầu có người đến, Tiêu Thừa thấy vậy, liền nhanh chóng chiếm một vị trí tương đối cao, khoác da thú lên người rồi cặm cụi đào bới. Làm việc gì cũng phải chuẩn bị nhiều hơn một chút, anh ta bận rộn suốt 3 ngày, đào được một căn phòng 3 gian. Bên cạnh anh ta là Tiêu Triệu, cũng đang bận rộn mở rộng hang động, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với việc di rời khi nước dâng. Không bao lâu, trên vách núi đã bị thú nhân đào ra hàng loạt hang động san sát nhau, nếu không phải bị thiên tai ép buộc, người khác sẽ lầm tưởng đây là một bộ lạc lớn. Hôm nay, Vi Sách dịch chuyển đến hành lang bên ngoài hang động trong thung lũng, cắn một miếng bùa chú thanh trần, cả người sạch sẽ thoải mái mới đi vào hang động. Sóc muội, nước trong thành đã ngập hơn một tầng rồi, tầng 2 cũng ngập đến mắt cá chân rồi, A Phụ và các vị trưởng lão thương lượng, quyết định mọi người di chuyển lên núi tre trước. Sóc muội, anh đã dùng đá tạo ra một căn nhà 2 tầng trên đỉnh núi, chúng ta đến đó lánh nạn một thời gian, chỉ cần không có người ngoài. Chúng ta vẫn về hang động ở, Vi Sách đói đến mức không chịu nổi, bưng bát cháo thịt trên bàn lên ăn một hơi, sau đó mới nói tiếp. Tư Sóc gật đầu, người khác đều lên núi trú mưa, chúng ta cũng không thể quá đặc biệt, phải làm cho giống một chút. Cả nhà thu dọn đồ đạc đơn giản, để Kỷ Lương ở lại ấp trứng, những người còn lại đều dịch chuyển về tầng 2 của căn nhà trong trang viên. Nước ở đây đã ngập đến mắt cá chân, cả nhà đứng trên bậc thang bằng đá do Vi Sách tạo ra. Họ dùng da thú bọc kín Tư Sóc và mấy đứa nhỏ, chỉ để lộ khuôn mặt, trên đầu còn đội mũ da thú to đùng. Các thú phu giả vờ vất vả, vừa vận chuyển tiểu giống cái và bọn trẻ lên nhà đá trên đỉnh núi, vừa không quên diễn màn khuân vác vật tư dự trữ cho mùa mưa và mùa đông, đi đi lại lại hơn 10 chuyến. Từ trang viên đến núi tre, khắp nơi đều là nước vàng cuồn cuộn, chỉ có thể nhìn thấy tầng 2 và những cây cổ thụ cao chót vót, cùng với những thú nhân đang tất bật chuyển nhà. Thú bay liên tục vận chuyển giống cái, trẻ con và vật tư, cũng có người dùng chậu gỗ lớn làm thuyền để di chuyển. Bề ngoài nhà bọn họ chỉ có Ân Giang là thú bay. Anh biến thành chim ưng, dùng móng vuốt nắm lấy chiếc giỏ tre to đùng do Tư Sóc mới tạo ra, bay về phía núi tre, Tư Sóc và bọn trẻ ngồi bên trong giỏ. Các thú phu thì mỗi người đội một chiếc giỏ tre, bơi trong nước. Lúc này, mưa đã nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn kéo dài thành màn mưa, khiến người ta không nhìn rõ được nơi xa. Gặp người quen, mọi người chỉ gật đầu chào hỏi từ xa, không nói nhiều, đều vội vàng đi. Nhà đá trên núi tre diện tích không nhỏ, khoảng 400 m², gặp chỗ có cây tre thì đá sẽ bao quanh cây tre thành hình trụ tròn, nhìn có phong cách cung đình. Mặt đất bên trong nhà cao hơn bên ngoài nửa thước, chỉ là hơi nước trong không khí nhiều, tường đều ẩm ướt. Ân Giang đặt tiểu giống cái và bọn trẻ xuống, để bọn nhỏ tự do khám phá nơi ở tạm thời, còn anh dùng lửa từ từ hong khô hơi ẩm trong nhà. Tu Xích phối hợp dùng gió thổi hơi nóng đi. Các thú phu bận rộn diễn xuất, Tư Sóc đánh giá căn nhà đá. Nhà đá tuy nói là 2 tầng, nhưng lại giống như căn hộ thông tầng ở thế giới của cô, mái nhà xây rất cao, khoảng 2,5 tầng. Vi Sách lợi dụng cột đá bao quanh cây tre trong nhà, dựa vào 3 mặt tường để xây dựng tầng 2, diện tích bằng 3/4 tầng 1. Tầng 2 là một vòng phòng ngủ rộng rãi 20-30 m², hành lang được bao quanh bởi lan can đá, có thể nhìn thấy toàn bộ tầng 1. Một bên là cầu thang,
một bên là cầu trượt bằng đá được đánh bóng nhẵn. Hơn nữa, ở phía cầu trượt, Vi Sách còn dùng đá tạo ra một tòa lâu đài nhỏ 2 tầng, chia thành 10 căn phòng nhỏ. Bên dưới là xích đu, ngựa gỗ, giường lò xo được làm bằng da thú có độ đàn hồi tốt và bàn đồ chơi. Bọn trẻ đều rất thích, chẳng còn bám lấy a phụ a mẫu đòi ngủ nữa, đứa nào đứa nấy đều lấy chăn đệm của mình, hăng hái chọn phòng trang trí nhà cửa cho riêng mình. Các thú phu đều chiều chuộng bọn nhỏ, người thì cho da thú đẹp, người thì lấy đá quý, hoặc là đồ ăn vặt, đồ chơi. Tư Sóc mím môi cười, anh Vi Sách thật biết cách dỗ dành bọn trẻ, em thấy mấy ngày nay buổi tối bọn nhỏ đều không muốn về thung lũng nữa. Vi Sách ôm cô hôn lên má cô, bọn nhỏ có đồ chơi, sẽ không quấy rầy em nữa. Như vậy, thời gian của tiểu giống cái có thể dành cho mấy anh em bọn họ nhiều hơn. Anh tranh giành tiểu giống cái với anh em thì thôi, dù sao địa vị cũng ngang hàng, nhưng bây giờ bọn họ còn phải tranh giành với cả lũ trẻ. Tiểu giống cái thích chơi, lại có nhiều ý tưởng mới lạ, bọn trẻ rảnh rỗi là thích bám lấy cô. Lúc này, Vi cầm xách một chuỗi chuột tre còn sống nhảy loạn đi vào, đứng ở cửa cũng không vào, cười hỏi, đồ đạc tích trữ của các con không bị ẩm ướt hay ngập nước chứ? Nếu thiếu gì, không vừa ý thì cứ nói với a phụ sẽ nghĩ cách giúp các con. Tư Sóc huýt eo Vi Sách. Vi Sách cười tiến lên, không khách khí nhận lấy chuột tre, sau đó nhét nhẫn chữ vật mà Vi cầm nhét cho bọn họ lúc trước vào tay ông. A phụ, con đã trưởng thành rồi, có thể tự bảo vệ giống cái và con cái của mình. Người không cần phải lo lắng quá, chúng con đều sắp xếp ổn thỏa cả rồi, nhất định có thể an toàn vượt qua mùa mưa và mùa đông. Kỳ thực Sóc muội bọn con tình cờ có được 2 chiếc nhẫn chữ vật, vật tư được cất giữ rất tốt. Đây này, lần này con đi săn ở rừng rậm phía Tây Bắc, săn được không ít hung thú, nhẫn chữ vật đều đầy áp rồi. A phụ cũng biết thực lực của con, săn được quá nhiều dã thú, dù đã nộp lên một nửa theo quy định, nhờ thú bay vận chuyển về một ít, số còn lại đều cất vào nhẫn chữ vật rồi. Đây là chiếc của người, sau này người cũng có giống cái của riêng mình bảo vệ, nói không chừng năm nay còn sinh cho con một đứa em trai hoặc em gái. Không thể lúc nào cũng chỉ nghĩ cho chúng con, khiến A Mẫu Tống Oanh bọn họ buồn lòng. Vi Cẩm lão mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn anh, trả nhẫn chữ vật thì trả đi, nói nhảm gì thế. Vi Sách khẽ cười, A Phụ, người và A Mẫu Tống Oanh tình cảm tốt như vậy, ngày tháng sau này còn dài, nếu có thể thì vẫn nên sinh thêm một hai đứa con. Con là con trai cả, sẽ chăm sóc bọn nhỏ thật tốt, chúng nó khác với những người đó. Những người mà anh ta nói đến chính là những đứa em cùng cha khác mẹ của anh ta. Vi Cẩm ừ một tiếng, chuyện con cái cứ thuận theo tự nhiên. Được rồi, nếu vật tư của các con đã đầy đủ, vậy ta yên tâm rồi. Ta đi xem tình hình an cư của những tộc nhân khác. Được rồi, ông đến đưa đồ, kết quả lại lừa được của con trai một nhẫn chữ vật đầy thức ăn, thân là A Phụ, cảm thấy thật tự hào. Chờ ông đi rồi, Tư Sóc cười ôm lấy Vi Sách, anh Vi Sách, em và bọn nhỏ yêu anh nhất. A Mẫu và mấy đứa em kia không biết anh tốt như vậy, không đáng để anh bận tâm và tiếc nuối. A Phụ cũng đã có gia đình riêng rồi. Nhưng Vi Sách nhà chúng ta cũng rất giỏi, có em và bọn nhỏ quan tâm yêu thương. Vi Sách ôm cô vào lòng, cọ cọ vào người cô một cách thỏa mãn. Anh biết, cuối cùng cũng gả A Phụ đi rồi, không cần phải giám sát nhà chúng ta nữa. Tư Sóc ngẩn người, là cô nghĩ nhiều rồi. Trái tim của người đàn ông ngay thẳng không thể nào đoán được. Bọn họ còn chưa thu dọn xong, đã có mấy đợt thú nhân đến hỏi thăm, muốn thuê núi tre của bọn họ. Ai nấy đều mặt mày lo lắng, nói năng đáng thương, nào là tiểu giống cái bị cảm lạnh, con nhỏ bị sốt cao không dứt, căn bản không thể đi xa được. Bọn họ nguyện ý trả tinh thạch, chỉ cầu xin được cưu mang 2 tháng, an toàn vượt qua mùa mưa. Đối với chuyện này, các thú phu không cho tiểu giống cái và bọn trẻ lộ diện, sợ bọn họ mềm lòng, trực tiếp lạnh lùng từ chối. Chi Lạc giải thích với Tư Sóc, trong số 10 thú nhân đến cầu xin giúp đỡ, chỉ có 1-2 người là thật lòng. Giống cái và con cái nhà mình thì tự mình bảo vệ, sao có thể trông cậy vào người khác? Chỉ là đi bộ xa hơn một chút thôi mà, bọn họ thèm muốn không chỉ là đất đai, nhà cửa của chúng ta, mà có khi còn nhắm vào cả thức ăn nữa. Bọn họ đều rất tỉnh táo, luôn ghi nhớ nhiệm vụ của mình là bảo vệ giống cái và con cái. Tuyệt đối không cho người ngoài có cơ hội lợi dụng. Chuyện vong ân bội nghĩa, Tư Sóc đã nghe và nhìn thấy rất nhiều, sao có thể ngây thơ mà tin rằng thú nhân không biết giả vờ. Gia đình nhỏ của bọn họ cũng phải dựa vào sự phấn đấu và nỗ lực mới có được cuộc sống ổn định như ngày hôm nay. Sao cô có thể thánh mẫu nhìn thấy người khác đáng thương liền rộng cửa cho người ta vào trú mưa được? Trên đời này, kẻ giả nhân giả nghĩa đâu phải là ít, ngay cả trẻ con cũng biết giả vờ yếu đuối để lấy lòng thương hại. Trời dần tối, Vi Sách ra ngoài đi dạo một vòng, sắc mặt u ám trở về. Ngay cả những món ăn ngon nhất mà anh yêu thích cũng không thể khiến sắc mặt anh dịu đi. Anh Vi Sách sao vậy? Tư Sóc không nhịn được ngồi xuống bên cạnh anh,
nhỏ giọng hỏi. Vi Sách khẽ thở dài, giải thích. Có rất nhiều thú nhân muốn thuê nhà, từ chối hết cũng không được. Nếu nhà mình phá lệ cho người ngoài thuê, sẽ có lần một lần hai, cuối cùng không ngăn cản được. Vì vậy, quy định nên được đặt ra trước. A Phụ và các vị trưởng lão thương lượng, quyết định mở hai khu vực núi tre chưa có chủ, cho những gia đình có quan hệ tốt đến ở tạm, coi như là lôi kéo thêm đồng minh cho tộc thực thiết thú. Người ở tập trung một chỗ thì dễ quản lý và giám sát hơn, không cần phải lo lắng đề phòng. Chúng ta xây dựng trên núi đều là nhà 2 tầng 10 mét vuông, một nhà chen chúc một chút cũng ở được, tốt hơn nhiều so với phân chia trong quân doanh. Rất nhiều người cũng bằng lòng trả phí trú ngụ một ngày một viên tinh thạch cấp 6. Vậy chẳng phải rất tốt sao? Tư Sóc khó hiểu hỏi. Em, thánh nữ Diệc Sơ dẫn theo trượng phu và con cái đến, muốn ở trên khu đất của A Phụ hoặc của anh. Tư Sóc bị chọc cười, không phải bà ta là vương hậu của tộc Hắc Lang sao? A Phụ Vi Cẩm đã cưới A Mẫu Tống Oanh rồi, không còn quan hệ gì với thánh nữ Diệc Sơ nữa. Sao bà ta có thể nói ra được câu đó chứ? Nếu bà ta muốn ở lì ở đây, trừ phi bà ta không mang theo đám thú phu và con cái. Nào có ai dắt díu cả nhà đến ở nhà con trai đã đoạn tuyệt quan hệ, đám thú phu trong nhà bà ta đều không thở được nữa sao? Vi Sách xa sầm mặt, không nhịn được ho nhẹ một tiếng, suýt chút nữa thì bật cười. Chi Lạc nhếch mép, lạnh lùng nói, bây giờ bà ta không còn là vương hậu tộc Hắc Lang nữa. Trong chuyến đi săn ở Tây Bắc lần này, không biết vì sao lang vương tộc Hắc Lang lại rơi xuống vách núi. Đợi mọi người tìm thấy thì chỉ còn lại vài mẩu xương vụn. Vị lang vương trước bị chỉ trích là quyết sách sai lầm, độc đoán chuyên quyền, suýt chút nữa chôn vùi toàn bộ tộc nhân đi săn. Rất nhanh, tộc Hắc Lang đã đổi lang vương, hơn nữa vị lang vương mới này còn là kẻ thù của vị lang vương trước, nhà người ta có thánh nữ tính. Đương nhiên không muốn giống cái và con cái của vị lang vương trước ở lại bộ lạc, trở thành mối đe dọa của mình. Vì vậy, thánh nữ Diệc Sơ và gia đình bị đuổi ra khỏi bộ lạc, không có chỗ nào để đi. Sau đó giải quyết thế nào? Tư Sóc nhìn Vi Sách. Là tộc Hắc Tuyến Cơ thử ra mặt, để Diệc Sơ ở cùng mọi người trong nhà đá mới xây trên núi tre. Vi Sách thản nhiên nói, nếu bọn họ không khuyên được Diệc Sơ, tộc thực thiết thú chúng ta nể tình bà ta là mẹ ruột của anh. Không thể trực tiếp ra tay với bà ta, nhưng có thể đuổi tộc Hắc Tuyến Cơ thử đi. Chỉ là Diệc Sơ ở không xa, anh luôn cảm thấy sẽ có chuyện xảy ra, trong lòng có chút bất an. Tư Sóc cười nắm tay anh, Vi Sách, có chúng em ở đây, nhất định sẽ không để anh bị bà ta bắt nạt nữa. Đây là bài học của Khương Quách chưa đủ sâu sắc sao? Vi Sách gật đầu, không nhịn được vùi đầu vào cổ cô, lần đầu tiên lộ ra vẻ mệt mỏi và yếu đuối. Sóc muội, giá như thú nhân lúc sinh ra có thể tự chọn A Mẫu cho mình thì tốt rồi. Chỉ cần nhìn thấy bà ta, nghe thấy chuyện liên quan đến bà ta, anh lại hận chính mình mang trong người một nửa dòng máu của bà ta, cả đời này cũng không dứt bỏ được. Tư Sóc xoa đầu anh, bảo bối của cô bình thường hoạt bát vui vẻ như vậy, đôi mắt đen lánh không vương chút u ám nào, vậy mà lúc này lại bị người mẹ ruột làm cho phiền não và đau lòng. Bọn trẻ khó chịu còn có thể khóc, nhưng Vi Sách đã là A Phụ, là thú phu mà tiểu giống cái có thể dựa vào. Sự uất ức, đau lòng kia không biết chút bỏ vào đâu. Chúng ta không thể lựa chọn gia đình, nhưng có thể lựa chọn cách sống cho mình. Tư Sóc khẽ động mắt, cười nói, bà ta mặt dày mày dặn bám lấy anh như thế nào, bà ta nói với người khác ra sao. Bà ta không thừa nhận chuyện đoạn tuyệt quan hệ, một chữ cũng không nhắc đến, chỉ nói là bà ta sinh ra anh, nuôi nấng anh. Bây giờ bà ta không nhà không cửa, còn anh thì chiếm giữ mấy trăm mẫu đất núi tre, lại để mẹ ruột lang thang bên ngoài. Nói, giọng Vi Sách nhỏ dần, mặt lạnh như băng nói anh vong ân bội nghĩa, căn bản không xứng đáng với thân phận trung tướng trong thú binh doanh. Nói phẩm hạnh của anh không xứng với tu vi cao, cho dù lợi hại đến đâu cũng chỉ là ích kỷ tư lợi, chiếm tiện nghi của mọi người, chỉ biết lo cho gia đình nhỏ của mình. Tư Sóc biết, những lời anh nói chẳng qua chỉ là những câu nói tổn thương người khác nhất. Vậy anh cứ tránh mặt bà ta, nếu tránh không thoát thì gọi em ra. Để em đối phó với bà ta, đảm bảo bà ta không dám nói năng lung tung nữa, Tư Sóc cười nói. Vi Sách không nhịn được tò mò nhìn cô, rất muốn biết tiểu giống cái sẽ ra tay thế nào. Tư Sóc dỗ dành anh xong liền dịch chuyển đến chỗ Kỷ Lương, bưng cho anh một ít thịt chuột. Đây là do Chi Lạc và Cung Du bắt được, bọn họ giả vờ vận chuyển đồ đạc qua lại, kết quả phát hiện trong một hang động toàn là chuột đang trú mưa. Chi Lạc giăng một tấm lưới sét, chuột như sủi cảo rơi xuống nước, bị Cung Du nhặt hết bỏ vào túi gia thú. Vừa hay đợi rắn con ra, cho chúng nó ăn chơi. Kỷ Lương mỉm cười để cô cầm đũa gắp từng miếng thịt đút cho anh. Biết Kỷ Lương ở nhà buồn chán cả ngày, Tư Sóc kể cho anh nghe chuyện bên ngoài. Khi nói đến thư Diệc Sơ, anh nhớn mày cười khẽ, chắc bà ta còn chưa biết đến sự tồn tại của anh nhỉ. Tư Sóc ngẩn người, sao lại nói sang chuyện đó? Sóc sóc nhỏ bé,
em quên anh là rắn thú nhân rồi sao? Còn thánh nữ Diệc Sơ là loài gặm nhấm. Cho dù chúng ta đều là thú nhân, nhưng do sự áp chế từ huyết thống, bà ta cũng không dám dễ dàng trêu chọc chúng ta đâu. Lần sau dẫn anh đi xem thử. Tư Sóc liên tục gật đầu, đút cho anh ăn càng nhiệt tình hơn. Lần sau em sẽ ăn thịt chuột trước mặt bà ta. Tuy nhiên, chỉ cách một ngày, thánh nữ Diệc Sơ đã sốt cao không dứt, khiến cho thú nhân đang trú mưa ở hai ngọn núi đều biết chuyện. Hai, dù sao cũng là mẹ con ruột thịt, có thù hận gì lớn lao chứ. Thánh nữ Diệc Sơ cũng thật đáng thương, vừa mới mất đi chỗ dựa, người con trai có tiền đồ nhất lại lạnh lùng vô tình, ngay cả một chỗ trú chân cũng không cho A Mẫu. Ai nói không phải chứ, tộc thực thiết thú vốn rất coi trọng tình cảm, tôi thấy không nên như vậy, sợ người khác chiếm tiện nghi của bọn họ. Vừa rồi tôi đến xem, thánh nữ Diệc Sơ bị sốt đến mê man rồi, cứ khóc lóc xin lỗi, nói là do mình làm không đủ tốt, nên Vi Sách mới không muốn nhận bà ta. A Mẫu bệnh nặng như vậy mà cậu ta cũng không thèm đến thăm. Cơ thể bà ấy vốn yếu ớt, ở trong căn nhà ẩm ướt lạnh lẽo như chúng ta chắc chắn không chịu nổi. Tư Sóc nghe được những lời đồn đại này từ miệng con chim học nói do con gái nuôi, tức giận xắn tay áo lên, gọi Vi Sách đến, sau đó lại nghĩ ngợi, dẫn theo Ân Giang và Tiêu Thừa cùng đi thăm bệnh. Thánh nữ Diệc Sơ, nghe nói người bị bệnh, tôi đến thăm người, Tư Sóc đứng từ xa đã lớn tiếng gọi. Bây giờ bên ngoài đang mưa nhỏ, đối với thú nhân đã quen với việc mưa gió trong mùa mưa thì lúc này chẳng khác gì trời quang mây tạnh. Mọi người đang buồn chán ở trong nhà, nhao thò đầu ra, hoặc giả vờ ra ngoài hóng gió vây xem náo nhiệt. Nghe thấy giọng nói của Tư Sóc, trong nhà đá bỗng nhiên vang lên tiếng ho dữ dội, khiến Tư Sóc sợ hãi dừng bước, nhất quyết không chịu bước lên phía trước nữa. Cô sợ hãi nắm lấy cánh tay Vi Sách, anh Vi Sách, em cũng yếu lắm, nghe tiếng ho của thánh nữ Diệc Sơ, phổi sắp văng ra ngoài rồi, chúng ta vẫn nên đứng ngoài cửa nói chuyện với bà ta thôi. Trong nhà truyền đến giọng nói khàn đặc yếu ớt của Diệc Sơ, Cường Nhi, con mở cửa sổ cho A Mẫu, A Mẫu nói chuyện với tẩu tử con hai câu. A Mẫu, người còn đang bị bệnh, bên ngoài trời lạnh, mở cửa sổ, nước mưa bay vào nhà càng ẩm ướt hơn. Một giọng nam trẻ tuổi phẫn nộ vang lên, tẩu tử gì chứ? Nếu là tẩu tử thật thì sao có thể chê A Mẫu bị bệnh, ngay cả cửa cũng không thèm bước vào. Tư Sóc sắc mặt hơi trắng bệch cười nói, vị đệ đệ này, nói chuyện không thể nói như vậy được, nếu là giống cái của thú nhân khác bị bệnh, tôi còn có thể bịt mũi đi vào xem một chút. Nhưng mà A Mẫu của cậu là thử thú giống cái, nhỡ đâu là bệnh truyền nhiễm thì phải làm sao? Hát nước bẩn, chụp mũ ai mà chẳng biết, phép thuật đương nhiên phải dùng phép thuật để đánh bại. Nghe cô nói vậy, những thú nhân đang hóng chuyện xung quanh đều không nhịn được lùi lại mấy bước. Chuột đồng không thể tùy tiện ăn, có mấy loại chuột mang độc tính rất mạnh, ăn vào nhẹ thì bị bệnh nặng thì mất mạng. Huống chi, trong lịch sử đại lục thú thế, từng xảy ra mấy lần dịch hạch quy mô lớn cực kỳ nghiêm trọng. Đến nay mọi người vẫn truyền tai nhau, nghe đến là biến sắc, thứ đó có thể hủy diệt cả một thành phố. Diệc Sơ giả bệnh trong nhà để trách mắng Vi Sách bất hiếu, cũng là muốn ép buộc anh ta phải nhượng bộ trước sự chỉ trích của mọi người, đón bà ta đến nhà lớn ở. Kết quả, Tư Sóc lại nói bà ta nghi ngờ mắc bệnh dịch hạch. Cô đừng có nói bậy, tôi chỉ là bị cảm lạnh thôi, căn bản không phải bệnh dịch hạch gì cả. Tôi thấy cô đến thăm tôi căn bản là không có thành ý, chỉ đến xem náo nhiệt thôi đúng không? Diệc Sơ tức giận đến mức mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Tư Sóc ngoài cửa sổ. Lúc này, Vi Sách tạo ra một chiếc ghế đá trên khoảng đất trống, trên ghế trải một tấm nệm được may bằng da thú nhồi bông. Tư Sóc ngồi xuống, trên đầu là màn chắn mưa bằng linh khí, vừa gặm ngô vừa nói, tôi đến xem náo nhiệt đấy. Xem thử trời mưa gió thế này, ông trời có sáng mắt hay không, có giáng sét đánh chết mấy kẻ độc ác hay không. Gió lạnh bên ngoài mang theo hơi ẩm thổi vào, còn có mùi thơm ngọt ngào của ngô. Diệc Sơ không nhịn được nuốt nước miếng, ngô đã thu hoạch được 2-3 tháng rồi, đều là phơi khô sau khi chín mới cất đi. Ngoại trừ lúc ngô sắp chín trên cây, bà ta mới được ăn ngô thơm ngon như vậy. Muốn đánh cũng đánh nhà cô trước, Diệc Sơ lạnh lùng nói, ngay cả sống chết của A Mẫu ruột cũng không quan tâm, còn trông cậy gì vào nó nữa. Bây giờ cô đừng đắc ý, chờ sau này cô bị bệnh, nói không chừng nó còn vui mừng khôn xiết, có thể thay tiểu giống cái mới rồi. Tư Sóc căn bản không nghe bà ta ly gián, cười nắm tay Vi Sách. Hai, Vi Sách, có những người thật đáng thương. Chắc là bà ta đã từng bị thú phu đối xử như vậy nên mới áp đặt chuyện đó lên người anh. Chẳng lẽ bà ta không nên tự mình tìm nguyên nhân sao? Tại sao thú phu của bà ta không quan tâm bà ta, còn các thú phu nhà chúng ta đều xem tôi như bảo bối? Diệc Sơ lúc này muốn giả vờ ho nặng, nhưng lại sợ mọi người tưởng bà ta bị bệnh dịch hạch, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Mới không phải như vậy, thú phu của tôi rất tốt với tôi. Lúc này, Tư Sóc gặm xong một đoạn ngô, lại lấy ra một miếng thịt nhỏ bằng ngón tay gặm. Thơm quá,
lúc mang thai con của đại xà thú nhà tôi thích ăn món này nhất. Thánh nữ Diệc Sơ biết đây là thịt gì không? Cô lắc lắc miếng thịt trong tay. Đầu óc Diệc Sơ không theo kịp tốc độ chuyển chủ đề của cô, ánh mắt rơi vào miếng thịt kia, miếng thịt đã được nhổ lông nướng chín, ai biết là thịt con gì. Nhưng khứu giác của thú nhân rất nhạy bén, không cần bà ta đoán, đã có thú nhân đưa ra đáp án, hình như là thịt chuột, nướng lên thơm thật đấy. Đúng vậy đấy, ha ha, nói đến đây, Chi Lạc nhà tôi là báo, tôi là miêu thú giống cái, đều là mèo, thích ăn thịt chuột. Lúc này Tư Sóc mới ngẫm nghĩ, cô là mèo, quả nhiên không thể nào từ chối thịt chuột. Đây là khao khát bản năng, hoàn toàn chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng cô. Kỳ Lương là đại xà thú, Ân Giang là chim ưng, Tiêu Thừa là cáo, hình như bọn họ cũng đều ăn thịt chuột, còn rất thích nữa. Không trách được tôi vừa nhìn thấy thánh nữ Diệc Sơ đã cảm thấy thân thiết và vui mừng như vậy, trong đầu còn nghĩ ra cả trăm cách nấu nướng. Diệc Sơ lúc này tức giận đến mức toàn thân run rẩy, mắng người mà không thốt ra một câu tục tĩu nào, hết lần này đến lần khác đều nhắm vào thịt của bà ta. Quả nhiên là miêu thú giống cái, sinh ra là để khắc bà ta mà. Anh Vi Sách còn ngây ra đó làm gì, thánh nữ Diệc Sơ bệnh nặng như vậy, chúng ta phải đưa bà ta về nhà chăm sóc cho tốt. Em thấy chỉ cần nhìn bà ta ăn cơm, chúng ta cũng có thể ăn thêm được một bát. Tuy nhiên, đám thú phu và con cái của bà ta thì không cần đi theo, bọn họ không có quan hệ gì với chúng ta, nuôi không nổi, đừng có rước thêm gánh nặng. Dù sao thánh nữ Diệc Sơ chết rồi, tự anh có thể đào hố chôn bà ta. Ân Giang, chim ưng các anh có ăn xác chết không? Ân Giang bất mãn búng chán cô, không ăn, ăn xác chết là tộc diều hâu thú nhân. Tuy nhiên, thời tiết thế này khó tìm thức ăn, chúng ta chôn thánh nữ Diệc Sơ, chắc chắn sẽ có không ít thú nhân để ý, đào ba thước đất cũng phải moi bà ta lên gặm nhấm. Diệc Sơ muốn khóc, tàn nhẫn quá, bà ta còn sống sờ sờ ra đấy, bọn họ đã tính đến chuyện sau khi bà ta chết rồi. Chỉ cần tưởng tượng đến việc bà ta đến nhà Vi Sách, xung quanh toàn là khắc tinh của mình, Diệc Sơ cảm thấy bản thân sẽ phải sống trong lo sợ mỗi ngày. Thú nhân trong thú thành đều được tiếp xúc với những điều tốt đẹp, lại có đủ loại quy củ ràng buộc, nên tương đối hiền lành lương thiện, nhưng bản chất tàn bạo của thú nhân thì không thể nào xóa bỏ được. Có một số thú nhân hung ác, rất thích ra tay với thú nhân mà chúng thích, bắt con non hoặc giống cái để ăn, bà ta không dám đánh cược. Hụ, người cũng đã xem rồi, lời cũng đã nói rồi, cô có thể đi được rồi. Diệc Sơ nhắm mắt lại, ra vẻ muốn ngủ. Tư Sóc lắc đầu, lo lắng nói, làm vậy sao được, thánh nữ Diệc Sơ bệnh nặng như vậy, chúng tôi không đưa người đi, mọi người sẽ nói thế nào? Diệc Sơ bực bội nói, Vi Sách là con trai tôi, nó đối xử tốt với tôi là chuyện đương nhiên. Các người chỉ là diễn cho người ngoài xem thôi. Nhưng rõ ràng thánh nữ Diệc Sơ không có bệnh, cũng đang diễn cho người ngoài xem, tại sao chúng tôi lại không thể? Tư Sóc tò mò hỏi, tôi là dị năng giả hệ mộc, ít nhiều gì cũng có thể chữa bệnh cho người khác. Ở gần như vậy, bà có bệnh hay không, tôi vẫn có thể cảm nhận được. Diệc Sơ nghiến răng nghiến lợi, tôi có bệnh hay không cũng không cần cô phải quan tâm. Mọi người đều biết rồi, bà đã bày sẵn sân khấu rồi, chúng tôi không đến thì thật có lỗi với màn kịch lớn như vậy của bà. Dù sao Tư Sóc cũng đã ngồi lì ở cửa sổ nhà bà ta, ăn xong thịt chuột lại tiếp tục ăn lạc. Hơn nữa, tôi về nhà cũng không có việc gì làm, chi bằng ở đây xem bà diễn kịch giả bệnh, học hỏi thêm kinh nghiệm. Bà xem, lúc nãy bà còn ho dữ dội như vậy, bây giờ nói chuyện mặt không đỏ, hơi thở không gấp, sinh long hoạt hổ, có giống người bệnh sao? Diệc Sơ mím chặt môi, bà ta dám ho sao? Lúc này mọi người cũng phản ứng lại, ho khan là phản xạ không thể khống chế, càng nhịn thì càng ho dữ dội, đúng là thánh nữ Diệc Sơ đã im lặng một lúc rồi. Thánh nữ tính Tư Sóc, cô thật sự biết xem bệnh sao? Thánh nữ Diệc Sơ không mắc bệnh dịch gì chứ? Có thú nhân lo lắng hỏi. Tư Sóc mỉm cười gật đầu, tuy rằng giống cái và trẻ con thể chất yếu ớt, nhưng chỉ cần dinh dưỡng đầy đủ thì cũng không dễ bị bệnh. Diệc Sơ là thánh nữ tính, thú phu trong nhà nhiều như vậy, dù sao cũng có thể để bà ta ăn no mặc ấm. Mọi người không thấy bà ta rất khỏe mạnh sao, chỉ là cả ngày giả vờ yếu đuối thôi. Nếu bà ta bị bệnh thì chỉ có thể là bệnh dịch hạch. Trời mưa, thứ gì bẩn thỉu đều trôi nổi trong nước, không chú ý vệ sinh thì rất dễ mắc bệnh. Hơn nữa, bà ta lại là thử thú nhân. Đúng vậy, chúng tôi là thử thú nhân, sức sống rất mãnh liệt, không dễ bị bệnh đâu. Thánh nữ Diệc Sơ là đang giận Vi Sách trong mắt không có người A mẫu này, cố ý làm loạn thôi. Mọi người xem náo nhiệt là được rồi, đừng coi là thật. Tộc trưởng tộc Hắc Tuyến Cơ Thử nghe tin vội vàng chạy đến, giải thích với mọi người. Vụ bệnh dịch hạch này nếu bị gán lên đầu, toàn bộ tộc Hắc Tuyến Cơ Thử bọn họ sẽ bị thú nhân đuổi đi không thương tiếc. Diệc Sơ, rốt cuộc là cô thật sự bị bệnh hay là giả bệnh? Một vị trưởng lão lạnh lùng hỏi.
Diệc Sơ tức giận đến mức toàn thân run rẩy, đầu óc choáng váng, cơn tức giận này muốn trút ra ngoài cũng không tìm được lý do thích hợp. Lúc này, tộc trưởng và trưởng lão còn nói đỡ cho bọn họ, đối mặt với ánh mắt cảnh cáo của hai người. Bà ta bất đắc dĩ gật đầu, tôi là do tức ngực, chán ăn, không ăn gì liền nằm xuống, người nhà mới tưởng tôi bị bệnh. Tư Sóc không nhịn được bật cười ha hả, nói như vậy là do người nhà của bà ta lo lắng thái quá sao? Vậy lúc nãy bà ta ho khan dữ dội như vậy thì giải thích thế nào? Những thú nhân khác đang hóng chuyện cũng không nhịn được bật cười. Đây là lột đồ bỏ vào giỏ cho Diệc Sơ rồi, không chừa cho bà ta chút mặt mũi nào. Diệc Sơ là người sĩ diện, lúc này bị chọc tức đến mức không còn gì luyến tiếc. Một lời nói dối thường cần vô số lời nói dối khác để che đậy. Diệc Sơ tức giận nói, tôi đây là đang thử lòng hiếu thảo của Vi Sách. Thử ra rồi sao? Cả nhà chúng tôi đều chuẩn bị xong xuôi, chờ tiễn bà đi rồi, bà muốn chọn chỗ nào để nằm xuống chôn cất đây? Ai cũng nói nuôi con phòng khi già, muốn có người lo liệu hậu sự, điểm này Vi Sách làm rất tốt, một ngọn núi lớn như vậy, chẳng lẽ không có chỗ chôn cất cho bà sao? Bà không cần phải nhớ thương nhà lớn nữa, có thể yên nghỉ trên núi rồi. Tư Sóc nói bằng giọng điệu chân thành tha thiết. Diệc Sơ ấp úng hai tiếng, đi đi đi, tôi không ở nữa là được chứ gì. Mấy người đi nhanh đi, đừng ở đây chướng mắt tôi nữa. Tư Sóc thở dài, anh Vi Sách à, xem ra thánh nữ Diệc Sơ không có phúc hưởng thụ đãi ngộ dưỡng lão tống trung của anh rồi. Nhưng mà không sao, trên núi nhà chúng ta mãi mãi giữ một chỗ cho bà ta. Đi thôi, chúng ta về nhà ăn ngon nào, để em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé. Có một người nuôi một con gà, mỗi ngày đều cho nó ăn một bát thức ăn đầy ắp. Anh có biết tại sao nó không tăng cân chút nào không? Mọi người đều đoán không ra, con gia cầm này chắc là không biết no, hận không thể ăn mãi. Có cả bát thức ăn lớn như vậy, nó phải béo lên mới phải chứ. Vi Sách gãi đầu, Sóc muội, anh đoán không ra. Ha ha, rất đơn giản thôi, bởi vì bên cạnh nó có một con sói xám to lớn, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt thèm thuồng. Nó ăn không yên tâm nên mới gầy như vậy. Diệc Sơ hiểu ra, Tư Sóc đang ám chỉ bà ta. Cho dù bà ta có đến nhà Vi Sách, xung quanh toàn là khắc tinh, chỉ cần nhìn chằm chằm vào bà ta thôi cũng đủ khiến bà ta sợ hãi, làm gì còn tâm trạng ăn uống nữa. Trở về nhà, Vi Sách ôm chặt Tư Sóc vào lòng, cười hôn cô một cái thật kêu. Tư Sóc đỏ mặt nhìn xung quanh, các thú phu đều tự mình làm việc riêng, còn lũ trẻ lúc này đã chơi mệt, ngủ thiếp đi trong lâu đài nhỏ rồi. Anh không ngờ Sóc muội nhà chúng ta lại lợi hại như vậy, bình thường đều là thánh nữ Diệc Sơ nói cho người khác câm nín, đây là lần đầu tiên anh thấy bà ta tức giận đến mức không nói nên lời. Tư Sóc hơi hất cằm lên, cho nên mới nói, vấn đề của giống cái thì để em giải quyết. Mọi người bảo vệ em cũng không thể để cho người khác tùy tiện bắt nạt mọi người được. Vẻ mặt kiêu ngạo này thật hiếm thấy. Đột nhiên, Tư Sóc cảm thấy trong không gian xuất hiện thêm một tờ giấy, rắn con sắp ra khỏi vỏ rồi. Cả nhà đều phấn khích, các thú phu chơi oẳn tù tì, để tiêu thừa, vua xui xẻo ở nhà trong nhà và những đứa trẻ chưa tỉnh ngủ. Tất cả bọn họ đều theo Tư Sóc dịch chuyển về thung lũng. 10 ngày nay, đây là lần đầu tiên Kỷ Lương biến thành hình người. Tư Sóc lập tức nhào vào lòng anh cọ cọ. Kỷ Lương mỉm cười ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn lên trán cô đầy yêu thương. Trứng rắn đã nứt ra rồi, bọn nhỏ sắp ra đời rồi. Tư Sóc ừm một tiếng, kéo anh lại, mọi người cùng nhau vây quanh hai quả trứng rắn trong ổ. Vết nứt trên trứng đã rất rõ ràng, Tư Sóc căng thẳng nín thở, sợ hãi quấy rầy đến bọn nhỏ. Kỷ Lương rít lên, bảo bối, cố lên, đừng để A Mẫu lo lắng nữa. Hai đứa nhỏ rất nghe lời, dùng sức đỉnh vỡ lớp vỏ trứng đã nứt ra, một con là Kỷ Lương phiên bản thu nhỏ, đầu tròn xoe, bụng có vân màu đỏ, đôi mắt màu vàng kim, trông vô cùng ngây thơ đáng yêu. Tư Sóc không hề bài xích, đã yêu thích đứa con của mình rồi. Nhưng cô vẫn không dám đưa tay ra, chỉ mỉm cười vẫy vẫy móng vuốt, tiểu hắc ngoan nào, A Mẫu đây. Rắn con tiểu hắc rít lên một tiếng, thè lưỡi đỏ nhỏ xíu, nghiêng đầu nhìn. Tư Sóc càng nhìn càng thấy đứa nhỏ vừa đẹp trai vừa đáng yêu, nhưng nhận thức của con người quá sâu sắc, cho dù đây là con ruột của mình, cô vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Rất yêu thích, nhưng lại không dám ôm vào lòng. Lúc này, vỏ trứng bên cạnh cũng bị đỉnh vỡ, lộ ra một con rắn trắng muốt, vảy trắng nõn nà, bụng có vân màu đỏ, đôi mắt màu xanh lam, cũng xinh đẹp quá mức. Tư Sóc không nhịn được nắm lấy Kỷ Lương, kích động chỉ vào hai con rắn con. Kỷ Lương, đây là rắn con của chúng ta sao? Đáng yêu và đẹp trai quá, em thích quá đi mất. Ban đầu, bọn nhỏ còn lo lắng A Mẫu sẽ sợ hãi khi biết chúng là rắn con, nhưng nghe thấy A Mẫu thốt ra những lời yêu thích trực tiếp và nồng nhiệt như vậy, hai rắn con cũng vui mừng lắc lư cơ thể, dùng đuôi bật nhẹ một cái, nhảy lên cánh tay cô. Tư Sóc cảm thấy hai thứ mềm mại mát lạnh rơi xuống cánh tay, cả người cứng đờ,
nghiêng đầu nhìn thấy hai hạt đậu xanh một vàng một lam, tiếng hét kinh hãi kẹt cứng trong cổ họng. Mẹ ơi, cô nắm chặt cánh tay Kỳ Lương, cố gắng kéo khóe miệng nở nụ cười hiền từ. Chỉ là nụ cười của cô còn khó coi hơn cả khóc, tóc tai dựng hết cả lên vì sợ hãi. Hai rắn con lập tức cụp đầu xuống, A Mẫu gạt người, rõ ràng là sợ hãi còn nói là thích bọn chúng. Tư Sóc đau lòng, nỗi sợ hãi kia lập tức bị xua tan hơn phân nửa bởi vẻ mặt thất vọng của rắn con. Cô vội vàng giải thích và dỗ dành, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, hai con có truyền thừa của A Mẫu đúng không? Hai con phải biết rằng, loài người chúng ta rất sợ rắn. A Mẫu thật sự rất thích hai con, chỉ là nhất thời chưa thích ứng kịp. Lúc trước A Mẫu gặp A Phụ của hai con cũng rất sợ hãi. Nhưng hai con xem, bây giờ A Mẫu có phải rất thích A Phụ của hai con không? Sống hơn 20 năm ở thế giới hiện đại, vừa mới trọng sinh đến thế giới thú nhân hoang dã này, tâm lý phải từ từ điều chỉnh thôi, o gào ngã ngã. Hai rắn con nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe Tư Sóc giải thích. Các con là rắn con do mẹ sinh ra, mẹ nhất định là rất thích các con, chỉ là nhất thời tâm lý chưa điều chỉnh kịp thôi. Nói gì thì nói, cô đến đại lục thú thế cũng được nửa năm rồi, nhìn thấy hình thú của con mình. Cô vẫn chưa có ý thức làm A Mẫu, vẫn có cảm giác như đang làm người cho động vật trong vườn thú ăn. Không đúng, không phải người cho động vật ăn, mà là người huấn luyện thú, trêu chọc bọn nhỏ chơi đùa. Bây giờ cô lợi hại rồi, thăng cấp rồi, bắt đầu nuôi rắn độc chơi. Mẹ ơi, quá kinh khủng rồi còn gì. Cô đã tự mình xây dựng tâm lý lâu như vậy, kết quả khi nhìn thấy con ruột của mình chui ra, toàn thân đều là nỗi sợ hãi từ nhận thức hơn 20 năm qua. Huống chi hai thứ nhỏ bé lạnh lẽo mềm mại trên cánh tay, đôi mắt kia lại mang theo vẻ lạnh lùng âm u bẩm sinh. Hai con hãy thân thiết với mẹ nhiều hơn đi, mẹ sẽ nhanh chóng thích ứng thôi. Tư Sóc cố nén sợ hãi, hít sâu một hơi, ấp úng nói ra lời đề nghị trái với lòng mình. Nhưng Kỳ Lương lại không có tính khí tốt như vậy, anh túm lấy mỗi con một cái, ném vào trong ổ, ăn trứng rắn của các con đi, đừng dọa A Mẫu của các con nữa, A Mẫu nhát gan lắm. Tư Sóc không nhịn được trừng mắt nhìn anh, đây là con ruột của anh, sao có thể nói ném là ném như vậy chứ? Kỳ Lương mỉm cười ôm eo Tư Sóc, nhìn ra lời cô không nói, chính vì là con ruột nên thân là A Phụ, anh mới phải dạy dỗ chúng nó. Hai rắn con cũng không khóc không nháo, chỉ ngoan ngoãn cuộn tròn trên vỏ trứng, chậm rãi gặm nhấm, trông thật tinh xảo xinh đẹp. Tư Sóc vừa yêu thích vừa sợ hãi, suy nghĩ một chút, cô sợ hãi chẳng qua là sợ rắn cắn mình, nhưng đây là con ruột của cô. Chúng sinh ra đã mang theo truyền thừa, biết phân biệt người nhà và người ngoài, sẽ không tùy tiện tấn công người khác. Cô mím môi, thử đưa tay ra, vừa chạm vào Tiểu Hắc. Đứa nhỏ nghiêng đầu nhìn cô. Tư Sóc sợ hãi kêu lên một tiếng mẹ ơi, chui tọt vào lòng Kỳ Lương. Các thú phu nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy buồn cười, tiểu giống cái nhà mình còn thú vị hơn cả lũ trẻ. Bọn họ chưa từng thấy giống cái nào lại sợ con ruột của mình như vậy. Đứa nhỏ lại cụp đầu xuống, tiếp tục gặm vỏ trứng. Tư Sóc vùi đầu vào lòng Kỳ Lương, vừa rồi thật sự rất sợ hãi. Lúc này cô vừa hối hận vừa tức giận với bản thân, ủ rũ không nói gì. Kỳ Lương ôm chặt lấy cô, liếc nhìn hai đứa nhỏ. A Phụ nói chuyện với A Mẫu một lát, hai đứa ngoan ngoãn chờ đi. A Mẫu chỉ là sợ rắn thôi, cần có thời gian thích ứng, không phải là ghét bỏ các con. Cô ấy đã rất cố gắng để chấp nhận các con rồi. Hai con cũng đừng để bụng việc cô ấy sợ hãi, mà phải thông cảm cho cô ấy. Không phải ai cũng có dũng khí vượt qua nỗi sợ hãi. Hai rắn con ngoan ngoãn gật đầu, bọn chúng hiểu, trong ký ức truyền thừa của loài người, thứ bọn chúng kế thừa được từ A Mẫu thiên về cảm tính hơn. Phụ nữ đối với động vật máu lạnh thân mềm, 7-8 phần đều là sợ hãi bẩm sinh. Vượt qua nỗi sợ hãi này quả thực không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ là, chuyện này xảy ra với bọn chúng, ít nhiều gì cũng có chút tổn thương. Kỳ Lương bế Tư Sóc đến một căn phòng khác, thiết lập kết giới bảo vệ, cúi đầu hôn cô mãnh liệt. Mười mấy ngày rồi hai người chưa thân mật, Tư Sóc cũng rất nhớ anh, nhất là khi nhìn thấy anh lẳng lặng ở một mình ấp trứng, cô vừa đau lòng vừa yêu anh hơn. Nghĩ đến đây, cô lại nghĩ đến rắn con, nhất định là chúng cũng đang cố gắng để có được sự yêu thích của cô, nhưng cô lại quá vô dụng. Thấy tiểu giống cái đang ngẩn người, Kỳ Lương khẽ cắn cô một cái, Sóc Sóc nhỏ bé, xem ra là anh chưa đủ nỗ lực, khiến em còn tâm trí để ý đến chuyện khác. Nói xong, Kỳ Lương càng thêm nhiệt tình và mãnh liệt, biến tất cả nỗi nhớ nhung suốt những ngày qua thành giai điệu chân thật nhất. Gõ vào tai cô, âm thanh dồn dập như những hạt mưa rơi xuống trong cơn giông bão suốt những ngày qua. Tư Sóc cũng đáp lại anh nồng nhiệt không kém, hai người như muốn giao phó sinh mệnh cho đối phương. Cơn mưa dần tạnh, cuối cùng mây tan gió nhẹ, trán Tư Sóc lấm tấm mồ hôi, mệt mỏi tựa vào lòng Kỳ Lương. Kỳ Lương yêu thương hôn lên trán, chóp mũi, gò má cô, sau đó lại là một nụ hôn nồng cháy. Sóc Sóc nhỏ bé, lúc trước em nhìn thấy anh,
có phải còn sợ hãi hơn cả vừa rồi không? Nỗi sợ hãi của cô khiến trái tim Kỳ Lương thắt lại. Anh luôn cho rằng mình là người cố gắng tiến về phía cô, còn cô chỉ cần tiến về phía anh nửa bước. Không ngờ tiểu giống cái lại sợ rắn đến mức này. Anh vừa vui mừng vừa sợ hãi, nếu như cô không thích anh nhiều như vậy, e rằng lúc này anh vẫn đang vất vả làm đội trưởng đội buôn bán ở Nam Đại Lục, chờ đợi giống cái nào đó cưới anh về nhà. Tư Sóc gật đầu lia lịa, sợ lắm. Lúc đó tuy em chưa nhìn thấy hình dạng thật của anh, nhưng trông anh rất hung dữ, khiến người ta sợ hãi. Đôi mắt thì dựng đứng, lúc tức giận hoặc kích động thì nheo thành một đường, còn thẻ lưỡi nữa. Chúng ta đến gần nhau một chút, em còn tưởng mình sẽ bị anh ăn thịt. Hơn nữa, lúc đó cô vừa mới trọng sinh, tâm lý chưa ổn định, nỗi sợ hãi từ môi trường xa lạ. Sự bất an khi không có ai bảo vệ, lại gặp phải một xà thú máu lạnh, muôn vàn bất an khiến cô suýt chút nữa thì hóa điên. Nhưng cô lập tức cười nói, lúc trước em càng sợ anh bao nhiêu, bây giờ em lại càng yêu đại xà thú nhà em bấy nhiêu. Cảm nhận được sự dựa dẫm và yêu thích nồng nàn của tiểu giống cái trong lòng, trái tim Kỳ Lương như muốn tan chảy vì hạnh phúc. Anh biết, tình cảm của Sóc Sóc dành cho anh không thua kém gì anh dành cho em. Kỳ Lương vùi đầu vào cổ cô, lưu lại những nụ hôn dày đặc, vừa thân mật vừa triền miên. Tư Sóc mím môi cười, em cũng sẽ cố gắng thích ứng với bọn nhỏ. Chúng là rắn con của chúng ta, là do em sinh ra, nếu em không thích chúng, vậy chúng sẽ buồn lắm. Bọn nhỏ đều rất dựa dẫm và yêu thích A Mẫu của mình. Cô cắn một miếng bùa chú thanh trần, sau đó vận chuyển dị năng như Mộc Xuân Phong, xua tan cơn đau nhức, mệt mỏi và buồn ngủ, mỉm cười kéo Kỳ Lương. Kỳ Lương, anh đi xem rắn con với em. Hai người trở lại căn phòng mà Kỳ Lương ấp trứng. Tư Sóc không còn là cô của lúc trước nữa, cô có thể vượt qua nỗi sợ hãi để tiếp nhận Kỳ Lương, vậy thì sao cô có thể sợ hãi con của mình được? Lần này, cô hít sâu một hơi, đưa tay ra cẩn thận sờ lên đầu Tiểu Hắc. Tiểu Hắc lập tức cứng đờ người, sợ hãi làm A Mẫu kinh sợ. Tay A Mẫu thật ấm áp và thơm tho, giống như cảm giác lúc còn ở trong bụng A Mẫu. Trong lòng tràn đầy vui sướng và thỏa mãn, nhưng cho dù có kích động đến đâu, nó vẫn cố gắng kiềm chế không thể lưỡi ra. Tư Sóc thấy Tiểu Hắc ngoan ngoãn để cho cô sờ, nỗi sợ hãi trong lòng dần tan biến. Cô từng đọc một số sách về tâm lý học, con người có rất nhiều loại sợ hãi. Trong đó có một phương pháp tuy thô bạo nhưng hiệu quả. Đó là đối mặt trực tiếp với nỗi sợ hãi, còn gọi là liệu pháp miễn dịch hệ thống, để bản thân ở trong hoàn cảnh đáng sợ, dùng ý chí để khắc phục và kiểm soát nỗi sợ hãi. Tiểu Hắc, con có thể thè lưỡi ra rồi. Cảm nhận được sự hiểu chuyện của con trai, Tư Sóc đau lòng khẽ nói, sau đó nhìn thấy Tiểu Hắc chậm rãi thè lưỡi ra, rồi lại chậm rãi rụt vào, sợ hãi A Mẫu lại chạy mất. Quả nhiên là có A Phụ như Kỳ Lương, rắn con cũng đặc biệt chu đáo và nhạy cảm, khiến người ta đau lòng. Vậy thì, sống rồi, rắn con có thể có những kỹ năng bá đạo nào đây? Chúng là những chú rắn con ấm áp.